Trưa ngày 5 tháng 6, nhiều người đi đường cũng như người dân rất cảm phục hành động của các cán bộ thanh tra giao thông vận tải quận Bắc Từ Liêm đã dọn sạch một khối lượng cát lớn rơi vãi trên tuyến đê Thượng Cát thuộc địa phận phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hành động dọn cát rơi vãi trên đường của tổ thanh tra giao thông vận tải được nhiều người đi đường quay phim chụp lại hình ảnh rồi đưa lên mạng xã hội. Người dân cho rằng việc làm của các cán bộ thanh tra giao thông vận tải là rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông trên đường và cần được tuyên dương. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 5 tháng 6, tổ công tác của đội thanh tra giao thông vận tải quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gồm các đồng chí Nguyễn Đức Cường, Trử Minh Toàn, Vũ Đình Hợp, Nguyễn Mạnh Cường được lãnh đạo đội phân công tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến đê Hữu Hồng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khi đến đoạn đê thuộc địa phận phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm thì phát hiện trên mặt đường có một khối lượng cát rơi vãi dày đặc kéo dài, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông qua lại trên đoạn đường này. Tổ công tác đã tổ chức điều tiết phân luồng tại vị trí có cát rơi vãi, đồng thời mượn các vật dụng như là xẻng, cuốc của nhân dân để dọn dẹp cát rơi vãi nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đến khoảng 12 giờ trưa, tổ công tác đã dọn dẹp sạch sẽ số cát rơi vãi nói trên, tình hình giao thông được đảm bảo an toàn, thông suốt trên toàn tuyến đường.